Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để test cho tất cả các bác cùng nghe cái chất âm của cái dòng loa check kèm chế rời ngoài. Thì Tùng Nguyễn cũng bán số lượng thì test kèm chế thì quá nhiều rồi. Và hôm nay thì em sẽ test để cho tất cả các bác thẩm âm các bác nhé. Thì các bác về đấu lối nó cũng dễ. Thì hôm nay em ship cho khách một combo của đó là Lexo phân tần BA-5 tép kèn 450B3, combo này giáp nọc full 30, bát 30 từ 170 cũng 76, âm ni khỏe 12 sò, đẩy 16 sò, chơi được cái combo như thế này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác 1, 2, 3 loại check thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ check cho tất cả các bác cái bộ check neo. Thì các bác lưu ý, ví dụ các bác có thể hàn như này, các bác chỉ cần hàn một điểm một ít dây thôi, để cái đường hi đây là đường ra nó check. Còn cái đường input đây là cái đường này để xuống với cả cái loa. Đấy các bác nhá. Cái loa thì chỉ cần 1 mét dây ở đằng sau đít loa thôi, là các bác cài vào đằng sau đít loa thì bộ siêu check của mình nó sẽ phát huy tính năng là hỗ trợ tiếng tép. Đấy. Và tép này là tép neo. Tép này là tép neo này. Đấy, không cần qua tụ trở mà qua phân tần nhá. Thì các bộ dàn mà bị thiếu tép thì nghe trống nó rất là nhiều và khô tiếng, và hát là một nó không được sáng tiếng, nghe nhạc là hai nó cũng không được sáng tiếng. Tép và bát nó đều quan trọng với nhau. Đấy, nếu như ít tiếng tép quá thì hát sẽ không bao giờ được sáng lời các bác nhé. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho tất cả các bác một bộ check kèn neo chế. Đây là dời mưa này, Hà Nội đang gọi là mưa phùn ẩm ướt này. Thì phễu này là cao 11-28, các bác cứ để trên nóc loa nhé. Còn đâu đây là bộ phân tần để dành riêng cho loa check. Còn đây là cái bộ tép giờ xếp neo liền khối, đây là bộ xịn nhá. Cốc của nó cốc nhôm rồi, nhưng cái nõi ở bên trong là nõi kim nõi. Đấy, đây là tép neo. Còn đây là tép thường. Tép thường từ 120-44. Đấy. Còn đây là tép B3. Ví dụ như các bác mua bộ tép mà tặng cho tụ trở nhá, phân tần là mất phần, nếu như anh em mua một bộ mà có cả phân tần là mất 150 nữa. Còn bình thường mà em tặng tụ trở nhá, cả tép cả phễu nhá. Ví dụ như cái bộ B3 ở đây, cả tép cả phễu này, giá là 800.000 một bộ này. Bộ tép neo của nó là 1.700.000 một bộ này. Đây là bộ giờ xếp là loại xịn nhất nhá. Còn các loại khác chỉ rơi vào tầm 1.500.000 thôi. Còn đâu cái bộ giờ xếp thì kia là 1.000.000 một bộ này, là em phải tặng cho các bác tụ mới trở và bích lối. Đấy. Còn đâu các bác mà mua qua phân tần này nữa thì cộng cho em thêm 150.000 nữa. Đấy, đây là bộ phân tần dành riêng cho la check chứ không phải là chế cháo, mà đây là nguyên một bộ phân tần nhá. Còn nó bán rời bộ phân tần này thì sẽ có giá là 200. Đấy, thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio sẽ test cho tất cả các bác để các bác thẩm âm nhé. Các bác thẩm âm cho em xem nó có hay hay không. Và tiếp tục là đây là một đôi bát 30 Nexo từ 170-76 này, gân vải tẩm dầu 3 gân này, từ 170-76. Và đây là đôi phân tần là BA-5. Đôi này thì các bác dựng phun đơn và phun đôi đều dựng phân tần này và có bóng cầu chì chống cháy. Đây là tép B3 từ 120-44 này. Tép giờ xếp là loại từ dày và bích dày là từ 120-44 này. Sẽ khủng hơn con B3. Và đây là tép neo. Thì hôm nay các bác cùng nghe một bài nhạc mạng này. Đây em đang đấu, phải đấu từ đẩy vào. Đấy, em vặn tạm thời là vặn hai cái đầu dây vào để âm là dây trắng, dương là dây xanh. Đấy, để vặn vào cái dây để cho tất cả các bác nghe này. Nghe một chiếc nhé. Các bác thấy hay hãy like và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn Audio để ủng hộ Tùng Nguyễn Audio ra nhiều clip test hơn. Tiếng tép neo nó rất là nảy. Đây là em đang mở một cái bài mà nghe nó tép tiếng tép các bác nhé. Rất là sắc tiếng và lời. Độ nhạy nó cao. Cho cái phễu vào tiếng tép nó sẽ tròn hơn các bác nhé. Đang làm video từ từ đâu ông ơi. Ấy, vừa rồi thì Tùng Nguyễn cũng có test rồi. Thì các bác có nhu cầu, ví dụ như các bác có nhu cầu, ví dụ như nguyên cả cái combo này, thì combo này em ship cho một bác khách ở Lam Định này, là 2.750.000 là bát, máy tép, máy phân tần để về dựng loa. Thì các bác có nhu cầu với các cái sản phẩm của bên em đang cung cấp ở đây, hãy nhấc máy lên và gọi điện cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng các bác nhá.